trong điều kiện biến đổi khí hậu và tình hình giá cà phê tăng cao, nhà vườn cần lưu ý gì ở những đợt bón phân cuối của mùa mưa để cây cà phê cho trái sai, hạt chắc và chín đều, cũng như cho cành dự trữ hữu hiệu nhiều để chuẩn bị cho mùa vụ tới? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 10 tháng 9 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.